Ngày 27 tháng 6, các thủy thủ nhóm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã có chuyến thăm tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Mồ Côi Hoa Mai, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây hiện đang nuôi hơn 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Dưới cái nắng như đổ lửa, các thành viên của đoàn chia nhau thành nhiều nhóm, cùng các em nhỏ trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau như trộn bê tông, đắp lối đi, giúp các em nhỏ mồ côi. Một nhóm khác thì nhổ cỏ làm sạch khuôn viên vườn của trung tâm. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, phần lớn cỏ dại đã được các thủy thủ của đoàn dọn dẹp sạch sẽ. Ở một góc khác, nhiều thủy thủ đang chơi thể thao cùng các em. Họ tổ chức nhiều trò chơi khác nhau như cầu lông, đá bóng, đá cầu. Nhiều em nhỏ tại trung tâm tỏ ra rất thích thú và hào hứng khi được giao lưu cùng đoàn thủy thủ. Ban đầu thì tụi em cũng thấy ngại, nhưng mà sau khi hoạt động với họ thì bọn em cảm thấy thoải mái hơn. Họ cũng hòa đồng, thân thiện. I'm very blessed to be here and then spending time with the kids as well. Sau tiết mục giao lưu, các thủy thủ phát bánh kẹo, đồ chơi cùng các đồ dùng học tập cho các em nhỏ tại trung tâm. Chuyến thăm tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Mồ Côi Hoa Mai nằm trong chuỗi các hoạt động 5 ngày tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam của nhóm tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan.